Nữ TikToker đau đầu chỉ vì đặt tên con là Bam, na ná với tên của em bé quốc dân Bamila. Mia là một hot TikToker nổi tiếng với những clip ăn uống và cuộc sống của một nàng dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc. Mia kết hôn với chồng người Hàn vào năm ngoái và vừa hạ sinh một bé trai đầu lòng. Ngay sau khi vừa công khai tên con trai, Mia đã nhận về không ít bình luận tiêu cực vì cho rằng đang cố bắt chước đặt theo tên của Bamila, con gái Salim và thiếu gia Nguyễn Hải Long. Hơn nữa, lượng fan hùng hậu của Bam còn tràn vào trang cá nhân tấn công Mia vì tên Bam chỉ được dành cho duy nhất bé Bam yêu ơi mà thôi. Đối mặt với những thành phần quá tiêu cực, Mia cũng lên tiếng giải thích con mình là Bam chứ không phải Pam. Bam trong tiếng Hàn có nghĩa là hạt rẻ. Hơn nữa, mỗi em bé đều là một phiên bản riêng nên đừng so sánh các em bé với nhau. Bên cạnh ý kiến toxic thì cũng có rất nhiều người đồng tình với quan điểm của Mia. Đồng ý là Bamila rất dễ thương và được mọi người yêu quý, nhưng Bam không phải tên độc quyền nên ai cũng có thể đặt cho con mình. Hơn nữa, em bé Bam của Mia lại có phát âm đầu khác nên cộng đồng mạng không nên quá khắt khe với mẹ của em bé và em bé.